Hôm nay mình sẽ đến với nhóm kháng sinh aminoglycosid. Thì nhóm kháng sinh aminoglycosid là một nhóm kháng sinh được sử dụng trong bệnh viện để điều trị các nhiễm khuẩn từ trung bình đến nặng. Và nó thường được sự phối hợp với beta-lactam hoặc là vancomycin để điều trị như trong các nhiễm khuẩn đó mà hiếm khi được sử dụng đơn độc. Thì nhóm nhóm aminoglycosid thì có các kháng sinh thường gặp là sau là streptomycin. Đây là kháng sinh được chuyên dùng để điều trị lao. Hiện nay thì nó không còn sử dụng trong bệnh viện nữa, tại vì nó được chuyên để dùng điều trị lao. Bộ kháng sinh tiếp theo là amikacin, tobramycin, gentamicin và nitinmycin là kháng sinh được sử dụng thường xuyên trong bệnh viện. Paronomycin là kháng sinh được sử dụng để điều trị các động vật nguyên sinh, các ký sinh trùng. Còn neomycin, đây là một kháng sinh cực độc, rất độc, cho nên không được sử dụng ở dạng tiêm, mà nó được sử dụng ở các dạng bôi á và viên đặt âm đạo, giống như cái viên mà neomycin cộng với polymycin B cộng nystatin dạng đặt âm đạo á. Ngoài ra thì neomycin còn được dùng đặng dạng uống để điều trị các trường hợp mà cần quét sạch hệ khuẩn trí trong đường ruột trong bệnh cảnh ho men gan hoặc phòng ngừa bệnh cảnh ho men gan. Còn kanamycin cũng là kháng sinh khá là độc, cho nên nó là thuốc hai để điều trị lao đề kháng với streptomycin, và kanamycin cũng được dùng để điều trị lao luôn, được dành để điều trị lao. Thì độc tính của aminoglycosid cũng có hai độc tính rất nổi tiếng, đó là độc tính độc tai và độc tính độc thận. Thì độc thận, cho nên nếu dùng đường tiêm thời gian bé hơn 5 ngày thì không cần chỉnh liều, vì từ 5 ngày trở lên thì độc thận mới xuất hiện rõ rệt. Cơ chế của nhóm aminoglycosid là aminoglycosid có bản chất là một đa cation, vì thế nó gắn vào anion trên màng tế bào vi khuẩn và dẫn đến diệt khuẩn do làm rối loạn cái màng tế bào của vi khuẩn phụ thuộc nồng độ. Và do bản chất là một đa cation nên nó không hấp thu qua đường tiêu hóa. Rất khó hấp thu qua đường tiêu hóa. Vì nếu mà muốn hấp thu qua đường tiêu hóa thì nó phải là dạng thân lipid. Thứ hai là nó khó vào mô và tế bào, vì vậy nó không có tác động trên các vi khuẩn nội bào như Chlamydia, Mycoplasma, Legionella, mặc dù ở trên in vitro nó rất là nhạy, nhưng mà trên lâm sàng thì nó hoàn toàn không tác dụng. Rồi, cơ chế thứ hai nó gắn vào ribosome 30S. Do đó, ức chế tổ hợp protein là do nó gắn vào ribosome 30S và khiến cho cái ribosome 30S á, nó dịch sai mã đi, tạo thành một polypeptide không thể sử dụng được. Và nó gắn là nó không phải gắn giống như nhóm cyclin. Giả dụ như tetracycline gắn vào ribosome á, là nó gắn thuận nghịch. Nhưng aminoglycosid gắn vào ribosome 30S là gắn không thuận nghịch. Cho nên vi khuẩn muốn tổng hợp protein thì nó phải tổng hợp loại mới hoàn toàn ribosome 30S. Vì thế nó có tác dụng hậu kháng sinh dài, mặc dù thời gian bán thải ngắn. Nhờ hai điều này nên aminoglycosid có thể dùng một lần trong ngày thì sẽ hiệu quả hơn dùng đa liều. Điều kiện để aminoglycosid có tác dụng là aminoglycosid phải thấm qua vỏ tế bào, và điều kiện này cần phải có oxygen. Vì thế thuốc chỉ tác động trên vi khuẩn hiếu khí nhưng không tác động trên kỵ khí, không thể kỵ khí, không hề tác động trên kỵ khí. Thứ hai là pH thấp làm giảm thấm thuốc qua vỏ tế bào. Và hai yếu tố này là có trong ủ áp xe, khiến cho những ủ áp xe hoặc viêm thì
tác dụng của amino acid bị giảm. À, ngoài ra thì còn một điều kiện nữa, đó là sắc bạch cầu đa nhân trung tính, nó cũng làm giảm tác dụng của amino acid. Beta lactam và vancomycin hoặc các kháng sinh mà làm mất vỏ tế bào giống như là fosfomycin hoặc là teicoplanin á, sẽ làm mất vỏ tế bào, vì thế làm tăng vận chuyển amino acid lên màng, vì thế đây là hiệp đồng vượt mức. Rồi phổ kháng khuẩn, nó chỉ có tác động hạn chế trên gram dương, gồm có cơ khuẩn gram dương như Staphylococcus aureus và Staphylococcus epidermidis. Rồi liên cầu gồm có Streptococcus nhóm A như là phế cầu hoặc là Streptococcus viridans. Thì cái con viridan này á, nó thường ký sinh trong miệng của con người á, và nó thường gây là viêm nội tâm mạc bán cấp hoặc là viêm lợi. Viêm nội tâm mạc bán cấp thì nó sẽ liên quan đến các thủ thuật nha khoa. Gentamicin và natamicin là có hoạt tính mạnh nhất trên các vi khuẩn gram dương. Và trên lâm sàng thì người ta thường sử dụng gentamicin đối với các chủng vi khuẩn gram dương hơn, tại vì cái bảng nồng độ trong huyết tương nó có sẵn. Rồi nó chỉ tác động trên liên cầu đường ruột nhóm D là enterococcus khi được phối hợp với beta lactam hoặc vancomycin, tại vì cái vắt của cái con nhóm D này á, nó có khả năng cán cán tự nhiên với amino glycine. Chỉ khi cái vắt này nó bị tổn thương thì amino glycine mới có thể tác động vào con vi khuẩn này thôi. Rồi phổ thứ hai là nó sẽ tác động trên hầu hết trực khuẩn gram âm hiếu khí. Trực khuẩn gram âm hiếu khí thì vi khuẩn sinh beta lactam phổ rộng là ESBL vẫn còn nhạy cảm với gentamicin và amikacin với tỷ lệ tương ứng 50 và 70%. Rồi đối với Pseudomonas aeruginosa, tức là con trực khuẩn mủ xanh, thì tobramycin là kháng sinh có hiệu quả nhất và ít bị đề kháng nhất. Tuy nhiên thì trên tobramycin á, con nó có 6 locus để mà cái enzyme con trực khuẩn mủ xanh nó sẽ tiết ra một cái enzyme, nó phân hủy cái thuốc đi. Thì trên tobramycin có đến 6 locus để mà enzyme này tác động, nhưng mà amikacin chỉ có một locus thôi để enzyme này tác động. Có nghĩa là amikacin sẽ kháng với trực khuẩn mủ xanh tiết ra cái enzyme này nhiều hơn. Vì thế amikacin được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn trực khuẩn mủ xanh đề kháng với tobramycin. Và vì thế thuốc này thường được dùng trong sốc nhiễm khuẩn, nghi ngờ nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm hiếu khí. Đây là các phổ của nó. Rồi bảng phổ tác dụng và tác dụng phụ. Các bạn thấy streptomycin á, có tác dụng trên tai nhiều, ít tác động trên thận. Và nó có tác động tốt trên lao. Canamycin cũng có tác động tốt trên lao. Cho nên hai thuốc này dùng để trị lao. Amikacin cũng là thuốc để điều trị lao luôn. Tuy nhiên một nhược điểm của amikacin là nó mắc hơn streptomycin và canamycin. Hiện nay thì canamycin người ta ít xài rồi, mà người ta sẽ sử dụng amikacin nhiều hơn. Thì đây là ba kháng sinh được sử dụng trên lao. Và có một đặc điểm, nếu mà vi khuẩn mà kháng với lao mà kháng với streptomycin thì nó sẽ không kháng chéo với canamycin và ít kháng chéo với amikacin. Còn bạn thấy neomycin này rất độc, cho nên không sử dụng luôn. Còn nemitymycin á là thuốc có độc tính thấp nhất. Rồi tương tác kháng sinh thì aminoglycosid sẽ có hiệp đồng với các kháng sinh tác động trên vắt tế bào trên các trang sau đây. Vì sao? Tại vì với vắt tế bào này thì các aminoglycosid sẽ khó thấm vào trong tế bào nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà cái vắt này nó bị tổn thương thì nó sẽ tạo điều kiện cho các aminoglycosid tác động với số lượng nhiều và mạnh hơn vào trong tế bào, khiến cho đây là tương tác hiệp đồng diệt khuẩn. Và tương tác này thường được sử dụng nhiều trong lâm sàng á. Rồi điều trị thì nó sẽ được dùng điều trị viêm mảng não do vi khuẩn gram âm kháng beta lactam, nhiễm trùng ổ bụng,
Và nó không bao giờ được sử dụng đơn độc mà phải luôn sử dụng chung với beta-lactam và vancomycin. Thì các bạn có thể nhớ ở đây này, nó bắt ở đây là hai cảnh sát aminoglycosid là amikacin và gentamicin. Bắt hai con là meningitis và peritonitis. Các bạn hy vọng hình này có thể giúp các bạn nhớ được. Rồi, tiếp theo là viêm phổi mắc phải tại bệnh viện do vi khuẩn đa kháng thuốc. Kết hợp với beta-lactam và vancomycin trong viêm nội tâm mạc. Và ngoài ra thì aminoglycosid có thể dùng để điều trị viêm đường tiết niệu nữa. Tại vì cái thuốc này là một đa cation cho nên độ phân cực cao, vì thế được thải ở nồng độ cao trong nước tiểu ở dạng chưa chuyển hóa. Nó gần giống với penicillin á, penicillin cũng là một thuốc có độ phân cực cao, vì thế nó thải 95% ở trong nước tiểu ở dạng chưa chuyển hóa. Tuy nhiên aminoglycosid thì độc hơn các thuốc thông thường nhiều, cho nên nó chỉ được dùng để điều trị đường tiểu khi khám với các thuốc hàng đầu. Thì các thuốc hàng đầu số 1 là quinolone, FQ giống như là ciprofloxacin này, ofloxacin. Thuốc thứ hai là các thuốc này, trimethoprim for sulfamethasone. Thuốc này thì sử dụng trong liệu trình là 3 ngày là đủ. Thuốc này sử dụng liệu trình từ 3 đến 5 ngày. Thuốc hàng 3 là các beta-lactam như là cefalexin. Cefalexin hoặc amoxicillin phối hợp với acid carbonic. Thì beta-lactam phải dùng đến liệu trình là 7 ngày. Và cuối cùng khi mà các thuốc hàng đầu này bị kháng hết mà không còn thuốc nào nữa thì người ta mới dùng đến aminoglycosid. Ngoài ra còn có clarithromycin nhé, clarithromycin. Clarithromycin cũng dùng để điều trị viêm đường tiết niệu được, tại vì clarithromycin á, nó được chuyển hóa thành một chất có hoạt tính mạnh nó gấp 4 đến 8 lần, và chất này á, nó được điều clarithromycin được thải trong đường nước tiểu với một số lượng khá lớn. Rồi điều trị lao. Streptomycin hiện nay không được sử dụng trong bệnh viện mà được để dành để điều trị lao nha. Và cái này nó chỉ có tác dụng lao ở dạng hang lao thôi. Hiện nay thì lao nó kháng với streptomycin khoảng 50%. Một tỷ lệ kháng khá là cao. Kanamycin cũng được dùng để điều trị lao khi bị kháng với streptomycin. Và hiện nay thì người ta có dùng amikacin nữa. Và người ta hiện nay thì người ta ưa chuộng amikacin hơn là kanamycin tại vì độc tính thấp hơn. Rồi các tác dụng khá là dị như paranomycin được dùng để điều trị một số nhiễm ký sinh trùng bao gồm nhiễm Amanita, Giardia, nhiễm sán Cryptosporidium ở bệnh nhân AIDS. Và các thuốc aminoglycosid thì là các thuốc khá an toàn ở trong thai kỳ cho nên nó là thuốc đầu tay trong điều trị nhiễm Amanita hoặc Giardia trong thời kỳ mang thai. Kháng thuốc thường thấy sự kháng chéo thuốc giữa kanamycin, neomycin, paromycin, nhưng không thấy kháng thuốc chéo giữa kanamycin và streptomycin với các chủng lao Mycobacterium, và cũng ít có sự kháng chéo giữa streptomycin và amikacin. Tại vì amikacin, mỗi tội amikacin hơi mắc một xíu thôi. Có điều amikacin thì ít độc hơn kanamycin nhiều. Đối với lao thì lao ở người nếu dùng kanamycin đơn độc thì chúng này sẽ đề kháng rất là nhanh. Rồi các tác dụng phụ. Thì như mình đã nói ở đầu bài, thì các tác dụng phụ nổi tiếng của nó chính là độc thận và độc tai. Độc thận xuất hiện nếu mà sử dụng từ 5 ngày trở lên thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Có thể hồi phục nhưng nếu nặng thì sẽ là vĩnh viễn. Độc tai thì sử dụng T14 ngày trở lên. Nó gồm các cái như là ù thính giác hoặc là ù tai hoa mắt, và độc tai thì phải ngừng sớm vì độc tai nó khó hồi phục lắm. Rồi đánh giá với độc tính bằng với thận bằng các chỉ điểm tổn thương thận như số trụ thận trong nước tiểu, không đánh giá bằng creatinine huyết thanh nha, tại vì đây là suy thận cấp, nếu nó gây suy thận nó sẽ suy thận nhanh. Rồi tác dụng phụ gây liệt cơ kiểu Cura,
Vì thế tránh tiêu tiền mặt nhanh, vì như vậy thì tốc độ thuốc hấp thu quá nhanh, nó có thể gây liệt cơ hô hấp, và nếu liệt cơ hô hấp thì mình sẽ tử vong. Thứ hai, tiêm tiền mặt, vì thế phải tiêm tiền mặt chậm hoặc tiêm bắp, nên hạn chế tiêm bắp nha, nên phải tiêm tiền mặt chậm sẽ là hạn chế tiêm bắp. Tiêm bắp là hạn chế này, người ta sẽ là tiêm tiền mặt chậm. Thứ ba, tránh rửa màng bụng do diện tích phúc mạc có diện tích lớn. Số lần dùng trong ngày thì ta có hai liều, hai chế độ là một dùng một liều trong ngày và dùng đa liều trong ngày. Thì dùng một liều thường được sử dụng nhiều hơn do tối ưu hóa khả năng diệt khuẩn theo nồng độ, giảm nguy cơ độc thật, loại trừ việc phải theo dõi nồng độ thuốc. Thì các bạn biết như một cái này, thuốc nó đi xuống thế này, đây là dùng một lần trong ngày. Thì ở một nồng độ nào đó thì các tế bào thận có thể phục hồi, có thời gian để phục hồi. Vì thế dùng một lần trong ngày thì thuốc các tế bào thận sẽ có thời gian để nó phục hồi lại các tổn thương. Trong khi dùng đa liều trong ngày thì nồng độ khi nào cũng thấp thấp như này. Rồi nó lại lên, rồi nó lại lên. Nhưng mà khi nào là tế bào thận cũng bị đầu độc hết. Cho nên là sử dụng đa liều trong ngày sẽ độc hơn liều trong ngày. Nhưng mà sử dụng đa liều nó sẽ hiệp lực tốt với beta lactam trong điều trị viêm nội tâm nhà do Staphylococcus, Streptococcus. Tuy nhiên các nghiên cứu sau này thì cho thấy đây là lý thuyết cũ nha. Các nghiên cứu sau này cho thấy là nếu điều trị với Staphylococcus và Streptococcus vẫn có thể dùng một liều trong ngày và hiệu quả tương đương với đa liều. Nên người ta cái này thì cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa. Và viêm nội tâm mạc do gram âm nữa, do gram âm như E. coli, viêm nội tâm mạc do gram âm. Riêng viêm nội tâm mạc do gram âm thì người ta chưa nghiên cứu nhiều, cho nên là cái này mình chưa biết. Nhưng mà hiện nay xu hướng người ta là ủng hộ cái việc sử dụng một lần trong ngày hơn. Rồi mình thêm theo theo một nhóm nữa, streptomycin, thì nhóm này đôi khi được xếp vào aminocosid, tuy nhiên thì mình xếp nó vào nhóm aminosiliton. Thì đây là một kháng sinh kiềm khuẩn. Cơ chế thì cũng y như aminocosid là tác động trên ribosome 30S. Thì nó cũng độc thận và thính giác, nhưng mà nó ít độc hơn hơn. Đây là công thức. Rồi chỉ định thuốc thì có tác động tốt trên vi khuẩn gram âm. Và nó thì được dùng để điều trị lậu, lậu cầu thay cho ceftriaxone trong trường hợp mà ceftriaxone bị đề kháng. Ceftriaxone hiện nay bị đề kháng khoảng 35%. Và nó sẽ dùng để điều trị thay cho ceftriaxone, liều là 2 g tiêm bắp duy nhất, có thể dùng đến 4 mg 4 g tiêm bắp trong trường hợp đề kháng. Thứ hai, nó được dùng để điều trị bệnh hạ cam trong trường hợp mà bị đề kháng với các thuốc thông thường. Thận trọng là cái thuốc này không có tác dụng đối với giang mai đang ủ bệnh, nhưng mà nó sẽ làm che lấp hoặc chậm xuất hiện các triệu chứng và làm người ta nhầm tưởng là không có giang mai. Rồi mình đến với nhóm tiếp theo, tác động trên ribosome 30S nữa là nhóm tetracycline. Thì đặc trưng của nhóm này là có phổ rất rộng. Thế một có các chất như tetracycline, oxytetracycline, có tetracycline. Thì các thuốc này có một nhược điểm là hấp thu kém qua đường tiêu hóa hoặc tính trung bình cho trên vi khuẩn và dễ gây đề kháng, vì thế hiện nay người ta rất ít dùng mà người ta chuyển sang thế hệ 2 hết. Thì các thế hệ 2 nó có được đặc trưng tốt hơn, nó cải thiện được hầu hết. Và cái thế hệ 1 này á, bây giờ mà các bạn đi tìm trên thành phố là hiếm nha, thuốc bán gì lắm. Cơ chế thì nó sẽ tác động trên ribosome 30S và ngăn cản dịch mã.
ngăn cản tổ hợp protein vi khuẩn. Và cái sự gắn kết này á, là gắn kết thuận nghịch nha, có nghĩa nó vẫn gắn kết vào rồi nó có thể nhả ra, khác với amino acid là gắn kết không thuận nghịch. Phổ kháng khuẩn thì nó phổ rất rộng, các bạn có thể nhớ bằng nhớ bảng này cũng được, nhưng mà nhớ bằng cách là nhớ khoảng trống của nó. Đó là khoảng trống của con này là nó không tác dụng trên proteus và các pseudomonas, tại vì những con này sẽ đề kháng tự nhiên bằng các bơm, nó sẽ bơm thuốc ra ngoài, bơm thuốc ra ngoài, vì thế là nó không hề nhạy cảm. Rồi các điểm nhấn trong sử dụng kháng sinh, thế một hiện nay rất ít sử dụng do tình trạng đề thuốc cao cũng như dễ phát triển kháng thuốc hơn. Tại vì sao? Tại vì cái disopyramide nha, thì đây là thuốc nó gắn vào nhưng mà nó gắn không chặt và nó lại nhả ra, nó gắn vào rồi nó lại nhả ra. Đây là thế hệ một, trong khi thế hệ hai á thì cái lực gắn này nó gấp 5 lần, khiến cho vi khuẩn không có cơ hội đề kháng, khó có cơ hội đề kháng với nó. Vì thế thuốc hàng một, thuốc thế hệ một người ta không sử dụng nữa tại vì dễ đề kháng đó. Một đặc trưng là rất ít trường hợp HP, là H. pylori đề kháng với tetracycline, nên được sử dụng trong phác đồ điều trị HP để khi phác đồ đầu tái bệnh. Thì có HP này nó có hai cái khó đề kháng, một là amoxicillin, hai là tetracycline, nó không đề kháng được, ít đề kháng. Rồi đến thế hệ hai thì như mình đã nói, nó có hoạt tính cao hơn, sinh sản dụng tốt hơn và nguy cơ tiềm ẩn kháng thuốc thấp. Một đặc trưng là con tụ cầu kháng methicillin á có thể nhạy cảm với doxycycline trên in vitro nhưng không được sử dụng trên lâm sàng, tại vì thường thất bại đã ở mức chậm. Mình phải sử dụng đến minoxidil chứ không dùng doxycycline. Và thuốc này có một đặc trưng như các bạn đã thấy cái vòng đó, thì nó sẽ thân vào lipid, thân với lipid. Vì thế nó sẽ thấm tốt vào nhiệt đạo tủy, nên có thể dùng để điều trị bệnh lyme. Bệnh lyme thì các cephalosporin không thể tác dụng trên nó được. Lyme là các cephalosporin không thể, nó khoảng trống của cephalosporin á. Và một đặc trưng rất hay đó là mà các bạn nên nhớ, đó là doxycycline có thể có hoạt tính với các mầm bệnh truyền từ động vật sang người, vì thế có thể dự phòng hoặc điều trị theo kinh nghiệm các bệnh này. Rồi tác dụng phụ thì các bạn cần nhớ là doxycycline á, là một chất gây loét thực quản và gây buồn nôn, kích ứng dạ dày. Vì thế nếu các bạn uống với ít nước nó đọng lại ở thực quản, nó có thể gây loét thực quản của các bạn. Vì thế khi mà mình uống á, phải cần uống với một cốc nước đầy và giữ nguyên tư thế thẳng đứng tối thiểu là 30 phút, chứ không có nằm nha, nằm vẫn bị loét thực quản đó. Rồi tác dụng phụ thứ hai là nó có ái lực cao với canxi, vì thế tạo phức chân lá làm xịn màu răng và chậm lớn ở trẻ em. Thì cái phức này có thời gian bã thải khoảng vài tháng đó, cho nên nó sẽ kéo theo gần như suốt cuộc đời. Vì thế không dùng cho phụ nữ có thai từ tháng thứ năm, tại vì khi này trẻ đã bắt đầu thai nhi đã bắt đầu tạo xương và cho con bú, vì cái thuốc này qua được lipid và qua được sữa mẹ, không dùng cho trẻ em. Tác dụng phụ nữa là gây ra hội chứng Fanicon. Cái thuốc này á phải là ở trong bóng râm, tại vì nếu mà cả nhóm cyclin này á, nếu mà dưới tác dụng của ánh sáng, nó sẽ bị phân hủy và tạo ra chất độc, gây ra hội chứng Fanicon suy thận, Fanconi suy thận. Rồi các phối hợp kháng sinh thường thấy là các doxycycline và minoxidil thường được sử dụng để trị, và các phối hợp sau. Đây là phối hợp tạo nên fansidan rất nổi tiếng, điều trị stress. Rồi đến nhóm cuối cùng là nhóm ticagrelor. Thì nhóm này được sử dụng IV chậm, tiêm tĩnh mạch chậm, có dựng ứng chéo với tetracycline, tại vì có vòng tetracycline, nó được gắn thêm một dây glycine. Một đặc trưng của nhóm này là không ức chế và chuyển hóa CP5 450.
Như vậy thì nó rất thích hợp đối với người bị HIV đang sử dụng phác đồ điều trị ARV. Rất thích hợp. Rồi, điểm nhấn trong sử dụng tigecycline. Thì tigecycline là một kháng sinh có khả năng diệt khuẩn mạnh và nó là kháng sinh mới, cho nên thì nó sẽ không có ít bị đề kháng hơn. Nó sẽ được sử dụng trong các vi khuẩn đa kháng như MRSA, VRE, Acinetobacter đa kháng và Enterobacter đa kháng. Và nó là một trong những kháng sinh hiếm hoi tác dụng trên vi khuẩn mang gen MD1. Đây, các bạn có thể đọc. Nhược điểm: thuốc không được sử dụng trong nhiễm khuẩn huyết vì không đạt đủ nồng độ trong máu. Vì thế không dùng các trường hợp như là nhiễm khuẩn huyết. Rồi. Cái này thì quá quen thuộc rồi, cả nhóm tetracycline lẫn tigecycline đều không tác dụng trên Pseudomonas và Proteus. Một đặc điểm cuối là tigecycline làm tăng tỷ lệ tử vong chung, nên chỉ dùng khi không còn một lựa chọn nào khác và nên sử dụng nó là kháng sinh cuối cùng. Rồi, xin hết.